cứ đi đầu còn ai đi cuối thì tính sau. Em cứ xin phép giả cây dưới này là 28 triệu. Mức giá đầu tiên đó là 28 triệu và đã rất nóng ạ. Rất nóng ở trên sân khấu em rồi. Trời thế trọng sốc. Dạ, em mời anh Hòa taxi ạ. Đang rất nóng ở đây rồi đấy ạ. Và anh em đã dồn hết lên sân khấu để ngắm tác phẩm dưới. Và em vừa được nghe thấy một thông tin có tên là Danh Gia Vọng Tộc. Tác phẩm dưới này chủ nhân đặt cái tên là Danh Gia Vọng Tộc đấy ạ. Để chị nói là mình xem đấy nhỉ. Cây dưới này mình trả 35 triệu. 35 triệu là mức giá tiếp theo. Xin một tràng vỗ tay của các anh chị em ở dưới được không ạ? Vẫn còn nhiều cánh tay giơ lên lắm ạ. Dài cầm mấy cây, dài cầm mấy. Anh Thời ạ, em mời anh Thời trước. Anh em Hải Phòng chờ em một tí. Em biết Hải Phòng đang mạnh lắm, nhưng mà Hải Phòng vẫn chờ em một chút. Em mời Bắc Ninh ạ. Thời giá cây này 68 triệu. Wow, một mức giá gấp đôi luôn ạ. 68 triệu. Anh Thời ơi, anh có để cho em làm đấu giá nữa không ạ? Anh mà làm một cái như thế thì em... thì em làm thế nào bây giờ? À, vẫn còn, anh Thời ạ. Em xin phép được gửi cái cây dưới này 70 triệu. Một tràng vỗ tay nha. Anh Thời ơi, Bắc Ninh em ở đâu nhỉ? Ninh Bình. Ninh Bình họ lại đang chuẩn bị mạnh rồi đấy ạ. Với mức giá 70 triệu đồng cho cây dưới được có tên chủ nhân đặt là Danh Gia Vọng Tộc ạ. 68 với 70. Và bây giờ em vẫn tiếp tục chờ tiếp mức giá tiếp theo cho tác phẩm của chúng em ạ. Cả nhà này này, một cái dưới này từ qua rất nổi tiếng. Bình thường thì nó chẳng có gì cơ. Nếu mà từ qua đây bây trước bày ở cái câu lạc bộ này thì hiện tại bây giờ nó rất nổi tiếng rồi. Ai đến cũng ngắm cái dưới này, ai đến cũng xem cái dưới này, ai đến muốn chụp hình cái dưới này. Thật sự rất là nổi tiếng. Đấy, chỉ mua cái nổi tiếng là được rồi. Em xin phép bạn nhà này. Cái dưới này á, thì cũng rất nhiều kỷ niệm. Xuất phát từ nhà vườn Triều Bùi. Giao lưu với ông bạn bán Hà. Nếu mà hôm nay anh em về với nhà vườn Triều Bùi, ấn nhường cho anh em. Thực ra mình muốn không muốn ra đi, tại vì cái một tác phẩm rất quý. Nhưng mà bạn Hà mà mình xin trả cái dối này 80 triệu. Mình giữ lại. Tại vì cái dối này là ở nhà vườn Triều Bùi. Từ từ, Thái Bình hôm nay đứng bên cạnh để ngắm. Bởi vì cây này, tại sao Thái Bình không mang lên ngay từ đầu đi, đúng không ạ? Mà để khách mời, người ta đang mời, người ta muốn đấu giá. Thì anh cứ từ từ đã, để anh em khách mời. Đúng rồi, cứ ở mức giá 70 đã. Em sẽ ưu tiên khách mời ạ. Và anh em Thái Bình cứ từ từ, bởi vì là đây là khách mời muốn đấu giá, đúng không ạ? Và em muốn chờ cánh tay như dưới ạ. Dạ vâng, chủ nhà anh cứ đứng ở đây rồi. Dạ. Anh em Hải Phòng đâu ạ? Anh em Bắc Ninh đâu ạ? Đâu hết rồi ạ? Không còn cánh tay nào, lên đi đếm đi. Giá bây giờ đang là 70 triệu. Chị mời hai em áo đỏ lên đứng ở hai bên của tác phẩm dưới này. Vẫn là 70 triệu. Chúng ta có thể nhích lên 1 triệu thôi ạ. À, và một cánh tay một người hùng của Hải Phòng thì phải. Em mời anh. Hải Phòng mãi đỉnh. Anh em Hải Phòng sẽ đấu giá cây này là 80 triệu. 80 triệu đồng. Qua cuộc đấu giá nhưng mà tôi cũng xin thông báo anh em tí là chúng ta là khi đưa ra đấu giá là khởi điểm là 0 đồng. QMC là đang bị phá giá thị trường. Thứ nhất là ông em nóng vội quá. Đáng nhẽ chúng ta cứ đi đấu giá để cho nó cuộc đấu giá sôi động hơn thì ta cứ đi từ 5 triệu hay là 3 triệu trước đi. Tiếp theo là bạn Thời, tôi cũng thấy là bạn Thời mạnh giá quá. Nhanh quá đúng nhanh không? Quá, làm bọn em nhanh quá thì chắc không dám đấu nữa đâu. Cháy giáo án đấy anh ạ. Dạ. Nhanh quá thì không dám đấu nữa đâu.
Hải Phòng nó không có lồng trong 80 triệu đang là mức giá mà Hải Phòng đưa ra. Và em vẫn tiếp tục chờ các tỉnh khác. Hải Phòng không lòng vòng như hôm qua, em còn nghe một câu là Quảng Ninh bất thình lình nữa cơ ạ. Đó, hôm qua là Quảng Ninh nói rằng là Quảng Ninh bất thình lình, còn Hải Phòng thì không có lòng vòng và em vẫn đang chờ mức giá tiếp theo cho tác phẩm dưới. Các anh em có thể lên gần đây hơn nữa để chiêm ngưỡng và tư duy tác phẩm dưới. Được chủ nhân đặt một cái tên rất là hay, Danh Gia Vọng Tộc. Tên cũng đã thể hiện được tác phẩm như thế nào rồi đấy ạ. À, lại còn là muốn đấu giá qua mạng như anh đây, Hải Phòng nhá. Trên mạng cũng đang muốn đấu giá cây này ạ. Không hợp lý thì ở đây thôi, chỉ tại đây thôi. Dạ. Các anh cứ tư duy đi ạ. Được anh. Nhưng mà để đây để cho anh em đang quay rất đẹp ạ. Khách hàng xuống. Theo ý kiến của anh thầy quán toàn là nên... Và tác phẩm Danh Gia Vọng Tộc sẽ được đi một vòng quanh cái hội trường của chúng ta để cho các anh chị em ở bên dưới chúng ta có thể ngắm được trọn vẹn tác phẩm ạ. Em chờ nhá, bao giờ đến 55 triệu thì em không nói 60 giúp chị. Chứ bây giờ một cái 60 là ban tổ chức bọn chị là cháy giáo án rồi. Từ 5 triệu ạ. Và cánh tay thứ hai ạ. Em mời anh à. Vừa thật giả 10 triệu. 10 triệu là mức giá tiếp theo ạ. 10 triệu vừa nói điện thoại nhờ. Dạ vâng, em mời anh. Em vẫn giá cũ 60 triệu. 60 triệu em ấy vẫn quyết định là 60 triệu. Vì vậy anh em làm cây có chiều theo ý em không ạ? Bắt đầu từ 60 luôn ạ. Dạ vâng, chiều theo ý anh em làm cây và chiều theo em. Giá đang có là 60 triệu ạ. Dạ vâng, Hà Dân giả 70 triệu. Hà Dân giả 70 triệu. Xin chúc mừng anh. Và tiếp tục đi ạ. Những cánh tay tiếp theo cho tác phẩm của em ạ. Của câu lạc bộ Thái Bình ạ. Xanh gì. Đây là một tác phẩm xanh quê. Nhưng mà nếu mà nhìn như thế này mà cái người mà rốt rốt như em mà mới vào làng cây là em tưởng điền đấy. Dạ. Một là về Nam Định và hai là về Hải Phòng. Dạ, vâng ạ, một cánh tay nữa cho chị xin thêm ít. Tôi xin là nhà vườn nước hoa anh xin là 90 triệu. 90 triệu là mức giá tiếp theo cho tác phẩm của chúng em. Cảm ơn anh. Lên 90 rồi anh Hà ơi. Dạ vâng, em mời anh. Ai giật xin giả tròn 100. Một tràng vỗ tay được không ạ? Một tràng vỗ tay, anh em ở ngoài này có thể vỗ tay được không ạ? 100 triệu cho tác phẩm tiếp theo, à tác phẩm thứ tư của chúng em trong buổi ngày hôm nay. 100. Ôi trời, nếu ai qua thì là ok. Chúng qua là thuộc về mình. 100 rồi ạ. Em vẫn đang chờ những cánh tay cho cái tác phẩm xanh quê nhưng thực sự là rất đẹp. Đúng rồi ạ. Thế thì em mới được đứng ở đây. Anh Toàn ạ. Anh mà là giàu, anh là con gái, anh là em của em. Vì thế em mới được các anh cho em lên đây đứng. Bao giờ mà... bao giờ mà Thái Nguyên có một cuộc nhá, em xin phép lên Thái Nguyên và đấu giá cho anh Toàn. Và anh xin trả 110 triệu. Một tràng vỗ tay được không ạ? Mức giá lên 110 triệu rồi ạ. Không phải Hải Phòng là không lòng vòng này, Quảng Ninh là bất thình lình nhà, bây giờ Nam Định họ mới thể hiện đi ạ. Quê hương của em đấy ạ. Dạ. Anh em Hải Phòng đâu rồi? Thành Quán Toàn đâu? Wow, anh em Hải Phòng đâu ạ? Lên nào. Anh em Hải Phòng đâu ạ? Có tiếng gọi anh em Hải Phòng ở trên này đấy ạ. Anh em cứ lên đây.
120 triệu chứ lăng mấy đâu mà. Đúng không anh? Một tác phẩm đẹp như thế này. Dạ. Thái Nguyên chè rất ngon này. Em xin thế giờ anh ơi. Do cái khả năng là em ấy là lúc để em ở đây đang rất nóng rồi ạ. Em gọi là bước ra khỏi cái cánh cổng nghe em này. Thôi em xin phép được nói câu này. Một miếng giữa làng hơn là 10 sàn xó bếp. Cái mức nhảy là bao nhiêu triệu một lần? 1 triệu ạ. Thế em xin phép giả 122 triệu. Em nhảy một hơn một lần nhảy 122 triệu ạ. À, một tràng vỗ tay cho anh Toàn Thái Nguyên ạ. Nhảy hơn một lần nhảy. Anh Hà Nam Định thế nào anh? Phải về Nam Định. Dạ đúng rồi ạ. 125 triệu. 125 triệu. Ở đây đang rất nóng ạ. Phải về Nam Định. Ở đây đang rất nóng anh chị em ơi. 125 triệu. Anh Toàn Thái Nguyên nghĩ sao? Ban tổ chức chúng em đưa ra cứ nhích lên 1 triệu là đã thuộc về mình rồi mà. Toàn anh đang bước ra cổng huyện rồi. Đẹp ạ, rất đẹp ạ. Ok, đẹp ạ. Một là về Thái Nguyên và hai là về Nam Định. Một trăm hai mươi năm triệu là mức giá đang thời điểm hiện tại. Cây xanh quê rất đẹp ạ. Thái Nguyên đâu rồi? Nếu một trăm hai mươi năm triệu ạ. Anh Toàn Thái Nguyên đã hội ý với anh Hà nên là anh muốn đưa về Thái Nguyên nên là đưa nó về Nam Định à? Ok. Bây giờ là anh Toàn nhường cho anh Hà. Chưa biết đâu. À. Không phải anh nhường. Chỉ nói em là người chiến thắng thuộc về anh dần. Đến giờ phút này nhá. Đến giờ phút này vẫn là anh Hà Dần giảm mức cá cái cao nhất mà anh. 125 triệu ạ. Đúng rồi, em xin phép có ý kiến này. Đến giờ phút này mà nếu mà ai không trả thêm nữa thì người chiến thắng sẽ thuộc về anh Dần. Anh Hà Dần, Thầy Quốc và Hà Dần là thuộc đất Xuân Trường Nam Định. Và Phủ Dây Nam Định của em xin lỗi mà. Hải Phòng đâu rồi? Đâu anh em Hải Phòng Quảng Ninh đâu nhỉ? Quảng Ninh là bất thình lình đâu nhỉ? Có anh em nào có cánh tay nào được không ạ? Em Toàn vừa mới đào tạo với anh Hà Dần rồi. Là anh bảo anh thích không? Bảo anh rất thích. Ở thế thì anh đưa về Nam Định chơi. Và nếu như mà có ai đấu nữa thì em Toàn với anh ấy sẽ cổ phần. Nếu như cần thiết. Nhưng mà vẫn mang về làm gì? Đấu chứ, thẳng. Đấy, ai đấu nữa thì đến một mức nào đấy nó sẽ đến giá trị. Và ai cảm nhận được thì tùy. Nhưng mà nếu như mà cần thiết thì em Toàn với anh Hà Dần sẽ kết hợp. Vâng, về Thái Nguyên đi, về Thái Nguyên đi. Đấy cũng là một cái mới, cũng là một cái mới, cũng là tình đoàn kết, cũng tình cảm anh em. Dạ. Anh ơi, anh chào hỏi là đổ cây giữa anh nào với anh nào đấy ạ? Đây, em chào đi. À, ba, anh Dương. Đây là chủ cũ này. Đây là chủ cũ này. Dạ, vâng. Giới thiệu với anh là, đây là mình gọi cho anh Triệu Bùi. Dạ, vâng. Mình gọi Triệu Bùi này. Không, quan trọng bao giờ. Bây giờ, đây là Quảng Ninh. Quảng Ninh đang phát sáng. Quảng Ninh đang phát sáng. Quảng Ninh đang phát sáng. Quảng Ninh này, Quảng Ninh nóng quá. Chúc mừng anh. Nóng thì mình lại cho đá vào đúng không ạ? Em biết rằng Quảng Ninh mà nóng là đúng không anh? Ờ, xin xác anh giới thiệu là mình là... Quảng Ninh mãi đời! Hà Long mãi đời! Ở nhau thì tôi hay là xa chân là tụi mình. Chân trọng cảm ơn mọi người các lời. Dương vào thì cho nó nóng em ơi. Dạ. Bây giờ mình hô to được không ạ? Thái Bình Quảng Ninh Mãi Đình. Thái Bình Quảng Ninh Mãi Đình. Anh em ạ. Thái Bình Quảng Ninh Mãi
chúc em này không? Rồi. Anh chúc em này không? Một số tay đợt này đợt này em anh em đi chơi là hay có câu là Hải Phòng là không lòng vòng Quảng Ninh là bất thình lình nhỉ. Xin giới thiệu cả nhà là em trai là Dương, chơi với em rất là nhiều rồi, rất là lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa dám mua cây, vẫn đang tìm hiểu thôi. Nhưng mà em nó bảo là thôi em tin tưởng anh, ngày hôm nay anh tìm cho em một tác phẩm để em chơi. Lần đầu tiên em mua một cái cây nhưng phải mua bằng cái uy tín và cái tin tưởng, nên là em bảo thôi tất cả là em với anh. Em cứ sở hữu cây này, chắc chắn một điều là sẽ không bao giờ mà sợ mà thua lỗ hay như thế nào cả. Anh bảo hành cho em. Đấy, nên là em cứ yên tâm chơi. Chúc mừng em sở hữu cây này. Chúc mừng các em. Nhìn mấy cái đây, nhìn mấy cái. Và chúc mừng làng cây chúng ta. Xin mời các người đẹp đứng lên. Bây giờ em đang rất nóng rồi, có cây nào đổ tiếp không mời em nào? Có cây nào đổ tiếp được rồi em? Em Phúc ơi, mời anh em di chuyển vào bên trong đi. Chúng tôi cũng một lần nữa chào quý vị, chúng ta cùng vui lòng di chuyển đến khu vực tổ chức. Chúc mừng anh Triệu Bùi và chú Thoan Văn Giang. Cái đơn rất là khủng, rất là đẹp. Để mình đi nhìn nhá. Vâng, cháu chúc mừng chú và anh. Trời mùa thu như thế này, tại nhà vườn Triệu Bùi và hôm nay có quần giá của câu lạc bộ Thái Bình và được chứng kiến một cuộc giao dịch cây ngay tại lúc này. Đầu tiên là xin một tràng vỗ tay của anh em làm cây đó ạ. Rồi chúng ta sẽ chào đón những chủ nhân mới ạ. Và vâng ạ. Dạ, và bây giờ cháu xin phép chú có thể giới thiệu với anh em làm cây một chút được không ạ? Hôm nay tôi một bộ vào sinh vật cảnh của anh Bình ra mắt của cô sinh vật cảnh Thái Bình. Đây là rất là phấn khởi khi sang đây mà gặp cháu Hồng Triệu được lại cho những cây cũng rất là tâm đắc. Giao dịch rất là lớn ở đây. Cái cây mà em đang đứng cạnh ấy ạ. Đâu đây đây. Có một chạm vào tay trong một cái siêu phẩm của anh em này. Cái này đây đây đây. Anh Thinh xin kính chào toàn thể anh chị em yêu cây. Hôm nay rất vui là anh Thinh là người đại ca của em dưới. Đặc biệt là lần trước anh Thinh cũng quý mến tình cảm của em là giao lưu cho em cây rồi. Thế hôm nay là rất vui là ra mắt câu lạc bộ, với là anh Thinh bảo đấy là thôi để kỷ niệm cho em dưới một cây để về thi thoảng có đồ để đi chơi. Rất được cảm ơn anh em rất nhiều. Đặc biệt đấy là anh Thinh đây là phát biểu. Thì ô em cũng cứ phong chút từ bò này mà anh nhiều người chơi em suốt cái nào chơi để em gái sức khỏe còn đi chơi cho anh thì
Ôi trời ơi, em ơi. Ý em mình... Ai nhìn thấy cả anh ơi. Ai nhìn cái này, anh nhìn thấy cả. Bạn giới ơi. Cho anh em truyền thông hỏi thì là cái cây này nổ nhiều không để anh em công thủ người quả cái không bạn giới mà. Xin phép đại ca tinh thần này. Nổ giá cho anh em mà. Nghĩ là vui là chính nhưng mà cây này cũng không có nhiều tiền, hơn 100. Cứ nói thật vậy. Chứ mình không nói gì, thực ra mình mua về cũng là đầu tiên phải được chơi đã. Thế còn ai thích thì có thể là một vài năm có thể mình giao lưu lại. Nhưng bây giờ mình mua mình được chơi cho nên không phải giấu giếm cái giá gì cả. Báo cáo dần thì anh em để kỷ niệm cho thằng em thôi. Anh em có đồ đấy chứ. Chất tinh thần như thế là rất tuyệt vời rồi. Vừa bán kỷ niệm cho thằng em chơi. Trong khoảng là hơn 100 đúng không? À, hơn 100. Đẹp quá. Bình dưới còn ngồi con này 2 tiếng, 2 giờ đêm này. Gà không có được. Bình dưới mua duyên rồi. Hôm qua Bình dưới bảo em ấy là cây này mua được cái chú giới ạ. Vậy là anh Dương anh đã tư vấn đại dưỡng ạ. Vậy là chứng tỏ anh Dương anh đã tư vấn rồi. Anh em cùng đưa cái máy của mình qua cái khu của anh đang có nhiều cái áo đỏ đứng bên cạnh ạ. Và cái cây ở giữa chúng ta cũng sẽ đổ ngay lúc này ạ. Giữa nhà vườn Triệu Bùi và nhà vườn. Anh Thắng ơi.